thử uy lực của tên lửa hạt nhân, EU lên kế hoạch sẵn sàng cho xung đột. Nga dùng chiến thuật đột kích chớp nhoáng Ukraine bằng xe địa hình tại Rabotino. Nga sắp đột phá tuyến phòng thủ của Ukraine vào mùa hè. Nga tung bằng chứng về kế hoạch tấn công của Đức vào cầu Crimea, Pháp đưa đặc nhiệm tới Ukraine. Nga có thể đối mặt nguy hiểm lớn khi Ukraine tổn thất nặng nề trên chiến trường. Hôm 1 tháng 3, hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JAS. Tên lửa ICBM JAS là vũ khí nhiên liệu rắn có chiều dài 17,8m và có khả năng phóng từ bệ di động. JAS là từ viết tắt của Jadenaya Raketa Srezivania có nghĩa là tên lửa răn đe hạt nhân. JAS là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa Topol-M. Nga bắt đầu triển khai hệ thống ICBM JAS vào năm 2009 khi bệ phóng JAS được chấp nhận cho nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm trong lực lượng tên lửa chiến lược. Hiện khoảng 150 tên lửa JAS đã được trang bị cho 8 sư đoàn. JAS được trang bị một số đầu đạn có khả năng nhắm mục tiêu độc lập. Mỗi đầu đạn có sức công phá 500 kiloton. Tên lửa này có khả năng tiếp cận các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn 11.000 km và tên lửa được phát triển đặc biệt để vượt qua hệ thống phòng không của đối phương. JASS có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân và được mệnh danh là vũ khí thuộc diện bất bại của Nga. Việc thử nghiệm tên lửa JASS thường được đánh giá là cách Nga phô diễn sức mạnh hạt nhân. Động thái lần này cũng diễn ra trong thời điểm nhạy cảm khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khiến nhiều người ngạc nhiên khi nói rằng không nên loại bỏ kịch bản nào, bao gồm cả việc triển khai binh sĩ NATO tới tiếp viện cho Ukraine. Phương Tây đã ủng hộ Ukraine mạnh mẽ trong cuộc xung đột với Nga, nhưng vẫn giữ sự ủng hộ này ở ngưỡng dưới mức đụng độ trực tiếp. Chính vì vậy, phát biểu của ông Macron được đưa ra trong một cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo nhiều nước về công tác ủng hộ Ukraine đã khiến nhiều người khó hiểu, thậm chí cảm thấy sốc. Phía Nga đã phản ứng gay gắt trước phát biểu trên, nhấn mạnh nếu NATO gửi binh sĩ tới Ukraine, đó sẽ là lời tuyên chiến với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thông điệp liên bang vừa qua thậm chí khẳng định đó là kịch bản dẫn tới một cuộc chiến tranh hạt nhân. Trong khi đó, Liên minh châu Âu EU phải điều chỉnh lại chiến lược phòng thủ để chuẩn bị cho cuộc đối đầu dài hạn với Nga. Ủy ban châu Âu trước đó dự kiến công bố chiến lược công nghệ quân sự và chương trình đầu tư phòng thủ EU-EDIP. Ông Thierry Breton, cao ủy thị trường nội khối và công nghiệp của EU, nói với các nhà báo ở Paris, nước Pháp rằng chúng ta cần duy trì sự cân bằng năng lực công nghiệp. Cao ủy EU bổ sung rằng yếu tố quyết định xung đột ở Ukraine hiện chuyển từ việc bên nào sở hữu nhiều vũ khí hơn sang phe nào có năng lực sản xuất đạn dược nhiều hơn. Chiến lược phòng thủ mới dự kiến được công bố hôm 5 tháng 3 nhằm mục đích chia sẻ nguồn lực tốt hơn và tăng cường năng lực chuỗi cung ứng trong nội bộ các thành viên EU trong lúc giải tỏa những điểm tắc nghẽn và giải phóng thêm các nguồn cung tài chính để đối phó nguy cơ từ Nga. Video được Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 Ukraine công bố gần đây cho thấy một xe máy địa hình bốn bánh của toán binh sĩ Nga di chuyển nhanh trên con đường đất bên ngoài Rabotino, ngôi làng chiến lược ở tỉnh Zaporizhia. Máy bay không người lái cỡ nhỏ drone của Ukraine phát hiện và thả đạn phá hủy chiếc xe của lực lượng Nga. Theo các binh sĩ Ukraine đang cố thủ tại Rabotino, lực lượng Nga những tuần qua triển khai nhiều cuộc đột kích với từ 1 đến 3 xe địa hình bốn bánh vào ban đêm. Kokos, binh sĩ Ukraine chuyên vận hành drone, nhận định xe địa hình cơ động hơn các phương tiện bánh xích. Kokos nói, pháo binh khó bắn trúng các phương tiện này, do đó chúng tôi phải sử dụng drone để hạ chúng. Các binh sĩ Ukraine cho biết, lực lượng nước này và Nga sử dụng drone nhiều đến mức toàn bộ hoạt động từ luân chuyển quân đến tiến công đều diễn ra ban đêm, khi các loại drone cảm từ rẻ tiền hoạt động kém hiệu quả hơn binh sĩ Ukraine cũng thừa nhận lực lượng Nga áp đảo họ về số lượng drone lẫn nhân lực vận hành. Một binh sĩ Ukraine cho biết, chúng tôi không đạt được số lượng như họ. Nga sản xuất loạt mọi thứ, chất lượng thấp hơn nhưng số lượng lớn hơn. Khi một drone của họ bị hệ thống gây nhiễu của chúng tôi vô hiệu hóa, họ lại cho một chiếc khác xuất kích. Giống nhiều binh sĩ Ukraine trên chiến tuyến Rabotino, Anthei cho biết tình trạng thiếu đạn dược do gói viện trợ quân sự mới của Mỹ chưa được thông qua khiến các đơn vị chúng tôi hoạt động kém hiệu quả. Chúng tôi thiếu đạn trầm trọng. Trong khi đó, phía Nga đã tăng cường tấn công vào nhiều khu vực khác nhau dọc theo tiền tuyến ở Ukraine và giành được một số lợi ích về mặt lãnh thổ trong những ngày qua, trong bối cảnh Ukraine đang vật lộn với cơn khát đạn pháo. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov trước đó từng cảnh báo Kiev đang rất cần đạn pháo và cho rằng Nga vượt trội hơn Ukraine rất nhiều trong các cuộc tấn công bằng pháo binh với số lượng đạn pháo nhiều hơn từ 5 đến 10 lần. Trả lời phỏng vấn New York Times, trong một cuộc họp báo ở Davos, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận việc thiếu đạn dược đang cản trở nỗ lực của Ukraine nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong cuộc xung đột hiện nay với Nga. Theo ông Zelensky, việc đáp ứng nhu cầu của quân đội Ukraine không hề đơn giản. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, sản lượng vũ khí hiện tại của thế giới như đạn pháo không đủ để quân đội Ukraine trụ vững trong cuộc giao tranh với Nga. Ông nhấn mạnh thêm rằng, ngay cả một triệu máy bay không người lái mà ông nói Ukraine sẽ sản xuất được vào năm 2024 cũng sẽ không đủ để giúp họ chiếm ưu thế trước Nga. Theo một chuyên gia quân sự cho biết, Nga không chỉ tăng cường các cuộc tấn công mà còn tìm cách nâng cao hiệu quả bằng cách kết hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa. Trung tướng Ihor Romanenko, cựu phó tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã tìm kiếm những tuyến đường phức tạp để tên lửa hành trình bay qua Ukraine, vượt qua các khu vực được hệ thống phòng không bao phủ và tấn công mục tiêu từ những hướng bất ngờ. Ngoài ra, Nga bắt đầu sơn một số máy bay không người lái màu đen để tấn công vào ban đêm và thay thế cánh quạt bằng động cơ phản lực để chúng bay với tốc độ 500 km/h. Đánh giá về chiến thuật mới của Nga, ông Romanenko cho rằng họ đẩy mạnh tấn công để buộc chúng tôi phải tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, chấm dứt hành động thù địch và công nhận quyền kiểm soát của họ ở miền đông và miền nam Ukraine. UAV Lancet của Nga gần đây đã hiển thị tên mục tiêu như Leopard 2, T-72 hoặc trạm radar, cho thấy khả năng tự động nhận diện khí tài đối phương. Video được nhiều kênh Telegram quân sự của Nga chia sẻ gần đây, UAV Lancet khi bám bắt vật thể cần tấn công đã thể hiện tên cụ thể của mục tiêu như xe tăng Leopard 2, xe tăng T-72 hoặc RLC, chạm radar, ANTPQ-50 thay vì dòng chữ khóa mục tiêu như trước. Biên tập viên David Hamlin của Forbes nhận định tính năng khóa mục tiêu của Lancet dường như đã thông minh hơn. Điều này có thể báo trước cấp độ mới của trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ tác chiến. Jacques Kalenborn, chuyên gia thuộc chương trình công nghệ chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Mỹ nhận định, tính năng phân loại bằng máy học có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất cho khả năng tự động nhận diện mục tiêu của UAV Lancet. Tuy nhiên, tính năng này nhiều khả năng chỉ để giúp người vận hành xác minh độ chính xác của công nghệ tự động nhận diện mục tiêu bởi các đòn tập kích của UAV Lancet vẫn được tiến hành theo trình tự cũ. Được biết, Lancet là loại UAV cảm tử được sản xuất bởi công ty Zala và tập đoàn Kalashnikov. Lancet được coi là vũ khí hiệu quả nhất của Nga trên chiến trường ở Ukraine. Lancet giống như một loại đạn dẫn đường, có thể trinh sát và tấn công mục tiêu theo chỉ thị của hệ thống điều khiển. UAV Lancet nặng 15 kg đã chứng tỏ khả năng hạ gục một loạt mục tiêu từ xe tăng chiến đấu chủ lực đến máy bay. UAV Lancet cũng có khả năng tấn công pháo binh và hệ thống phòng không của đối phương. Loại UAV đáng gờm này của Nga được ghi nhận xuất hiện trên chiến trường ở Ukraine lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2022, 5 tháng sau khi xung đột nổ ra. Sau đó, UAV Lancet được sử dụng trên chiến trường với số lượng tăng dần. Theo Sputnik, UAV Lancet là vũ khí đã gây hư hại hoặc phá hủy các xe tăng Leopard 2 và pháo tự hành Seja mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, tính năng tự động nhận diện mục tiêu có hai lợi ích, đó là xác định mục tiêu cần tấn công nhanh hơn và đáng tin cậy hơn so với con người. Đồng thời, UAV có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi liên kết với người điều khiển bị gián đoạn vì bị gây nhiễu. Biên tập viên Hàm nhận định, không có gì đáng ngạc nhiên khi tính năng này chỉ hoạt động với phương tiện quân sự. Các vụ tập kích của Lancet nhằm vào xe tải, tòa nhà hoặc binh sĩ đối phương không thể hiện tính năng nhận dạng. Nga không phải nước duy nhất áp dụng công nghệ nhận diện mục tiêu cho UAV. Các hãng sản xuất drone của Ukraine đang tìm cách phát triển khả năng tương tự. AeroVironment, hãng sản xuất drone Switchblade của Mỹ, gần đây tuyên bố đã phát triển phiên bản tự vận hành của mẫu đạn tuần kích này. Trước đó, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến độc lập số 38 của Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh các thành viên của lực lượng này bắn nổ một xe phóng UAV Lancet của Nga. Cuộc tập kích diễn ra ở vùng Kherson, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Trong đoạn video, UAV trinh sát của lữ đoàn số 38 đã phát hiện ra một xe tải Kamaz 4310 của Nga đang ẩn nấp trong một rừng cây. Sau khi xác định xe tải này được trang bị bệ phóng và mang theo 3 UAV Lancet, phía Ukraine đã sử dụng vũ khí tầm xa để tập kích. Đòn tấn công chính xác đã khiến phương tiện của Nga phát nổ và bốc cháy dữ dội. Truyền thông Ukraine nói rằng cuộc tập kích xảy ra cách tiền tuyến Kherson khoảng 20 km, cho thấy khả năng gây thiệt hại cho đối thủ từ mọi khoảng cách của quân đội nước này. Giới chức Ukraine lo ngại lực lượng Nga có thể đạt được đà tiến trên các mặt trận vào hè năm nay nếu các nước đồng minh không kịp thời gia tăng viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev. Sputnik News dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 1 tháng 3, ở khu vực Adipka, các đơn vị của nhóm tác chiến Tsen đã kiểm soát thêm các làng Lastokino, Sefanoze, Pechovskoze của Donetsk và tiếp tục tiến quân về hướng Tây. Bộ cũng cho hay lực lượng Nga với sự yểm trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi nhiều đơn vị và các lữ đoàn Ukraine ở những khu định cư như Netelovo, Ocheretino, Mayos và Rozuka của Donetsk. Vào thời điểm Nga gia tăng áp lực dọc theo các trận địa, Bloomberg dẫn lời một quan chức không nêu tên của châu Âu cho hay, những tổn thất của Ukraine nên được xem là hồi chuông báo động cho các đồng minh của chính quyền Kiev. Kết quả phân tích tình báo của Ukraine cho rằng Nga vẫn chưa từ bỏ mục tiêu tiến tới kiểm soát các thành phố chính, bao gồm thủ đô Kiev và Odessa. Theo Bloomberg, dựa vào những kết quả trong đợt phản công hiện nay, Nga có lẽ sẽ đưa ra quyết định liệu sẽ tiếp tục đà tiến quân chậm chạp nhưng chắc chắn như lúc này, hoặc tập trung binh lực cho đòn dứt điểm vào mùa hè. Trong khi đó, giới phân tích cho rằng quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tấn công trên nhiều hướng khác nhau và những hoạt động này không phải khi nào cũng liên kết với nhau, khác với việc tập trung lực lượng vào một khu vực, cách tiếp cận này không dẫn đến bước đột phá nhanh chóng. Nga từng áp dụng cách tiếp cận tương tự vào mùa đông năm 2023. Do Ukraine thiếu đạn dược và lực lượng dự bị, Moscow đã đạt được những bước tiến mới. Cựu tướng Romanenko của Ukraine giải thích sau khi giành quyền kiểm soát Adipka, Nga đã tìm cách san phẳng tiền tuyến và củng cố lực lượng. Mặt trận tấn công của họ đang thu hẹp dần do địa hình ở phía tây Adipka thấp hơn, nên Nga sẽ thuận lợi hơn khi tấn công các tuyến phòng thủ của chúng tôi. Theo một số nguồn tin tình báo của Ukraine, mục tiêu và kế hoạch trong tương lai gần của Nga bao gồm việc tiếp cận ranh giới hành chính của vùng Donetsk và Luhansk củng cố quyền kiểm soát hàng rào dọc sông Choni Zeripet ở vùng Kharkov và giành lại các vùng lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát trong chiến dịch mùa hè và mùa thu năm 2023. Một trong những thành công mới nhất của Nga là giành quyền kiểm soát thành phố Adivka, nằm gần giới tuyến từ năm 2014. Việc chiếm thành phố này cũng khiến Moscow chịu tổn thất lớn, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến về phía Tây. Các cuộc tập kích liên tiếp của Nga khiến Ukraine không thể mở rộng đầu cầu đổ bộ. Nhiều chỉ huy quân sự của Ukraine thừa nhận việc vận chuyển xe bọc thép và trang thiết bị hàng nặng khác sang hữu ngạn là điều cực kỳ khó khăn đối với họ. Song song với đó, Nga tiếp tục gây sức ép tại Bắc Mút, cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraina tại Chasovia và đẩy lùi quân đối phương khỏi Kalitschivka và Adipka. Tình hình ở khu vực Marinka ngày càng gia tăng. Tại đây, Nga đang nỗ lực giành các khu vực Bobeda và Novo Mikhailivka. Những hoạt động này là một phần trong kế hoạch tiến hành cuộc tấn công mới vào Vuleda. Trước đây, Nga đã thực hiện ít nhất hai nỗ lực đáng kể và không thành công nhằm tấn công thành phố Vuleda từ phía Nam giờ đây moscow dường như có ý định tiếp cận từ phía bắc hãng truyền thông rt của nga vừa công bố nội dung một đoạn băng ghi âm dò dỉ được cho là ghi lại cuộc thảo luận giữa các sĩ quan quân đội cấp cao của đức về cách tấn công cầu crimea đài rt dẫn lời bà simonian tổng biên tập hãng truyền thông rt của nga nói rằng các quan chức an ninh nga đã tiết lộ băng ghi âm nói trên của bà và hứa sẽ sớm công bố đoạn âm thanh gốc trong phần nội dung đoạn băng do bà simonian công bố chỉ vài giờ sau khi nhận được nó Nhà báo này đã nhận diện những người tham gia thảo luận là tướng Ingo Kurhat, tư lệnh không quân Đức và các sĩ quan cấp cao chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho nhiệm vụ tập kích cầu Krum. Cuộc trao đổi được cho là diễn ra vào ngày 19 tháng 2. Trong băng ghi âm, ông Kurhat nói Kiev muốn phá hủy cầu cớt nối liền phía đông bán đảo Krum với vùng Krasnodar trong nội địa Nga vì công trình này rất quan trọng cả về chiến lược quân sự và chính trị. Ông GH cùng các quan chức khác của quân đội Đức cũng bàn về hiệu quả của tên lửa hành trình tầm xa do Anh và Pháp Hợp tác sản xuất được Anh gọi là Storm Shadow và Pháp gọi là SCARP. Cả hai quốc gia này đã tặng một số tên lửa trong kho dự trữ của họ cho Ukraine để chống lại lực lượng Nga. Kiev đã đề nghị Berlin cung cấp một số tên lửa Taurus. Các sĩ quan trong đoạn âm do gì đã tranh luận về việc liệu hệ thống vũ khí này có đủ để tấn công cầu cớt ở Crimea hay không. Họ cũng lưu ý một vụ tập kích vào cơ sở hạ tầng then chốt của Nga thành công sẽ đòi hỏi thêm dữ liệu vệ tinh khả năng triển khai các tên lửa từ máy bay chiến đấu Dassault Rafale của Pháp và ít nhất một tháng chuẩn bị. Một người nêu ý kiến, vì cớt là cây cầu dài nhất châu Âu nên ngay cả 20 tên lửa cũng không thể đủ để gây thiệt hại đáng kể đến công trình này. Các quan chức Đức sau đó tiếp tục thảo luận về mức độ tham gia của quân đội nước này trong hoạt động để không vượt qua làn danh đỏ khi tham gia trực tiếp. Bí mật huấn luyện lính Ukraine cách sử dụng vũ khí Đức và giúp họ lập kế hoạch hành động được coi là những việc có thể chấp nhận được. Những lo ngại về việc báo chí biết về sự hợp tác như vậy cũng được các quan chức đề cập đến. Trong một diễn biến khác về phía Pháp, tờ Le Monde của nước này đã trích dẫn các nguồn tin cho biết chính phủ Pháp đang cân nhắc phái một lực lượng quân sự nhỏ trực tiếp tới Ukraine để huấn luyện các lực lượng vũ trang của Kiev. Tờ báo không tiết lộ số lượng huấn luyện viên quân sự của Pháp có khả năng được phép đi vào lãnh thổ Ukraine, nhưng cho biết cấp bậc của họ có thể bao gồm cả binh sĩ ở một số đơn vị thông thường. Theo Le Monde, lực lượng đặc nhiệm của Pháp cũng tham gia huấn luyện binh sĩ Ukraine ở nước láng giềng Ba Lan và hộ tống các chuyến hàng vũ khí của nước này viện trợ cho Kiev. Tuy nhiên, họ luôn dừng lại ở biên giới Ukraine. Chính phủ Pháp coi việc triển khai quân sự như vậy là một cách đặt ra tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến lược đối với Moscow, đồng thời có thể hạn chế khả năng nhắm mục tiêu tập kích của các lực lượng Moscow. Ngày 1 tháng 3 theo giờ địa phương, hãng thông tấn tass dẫn lời người phát ngôn bộ ngoại giao liên bang nga maria zakharova cho biết moscow đã yêu cầu berlin đưa ra lời giải thích liên quan đến đoạn ghi âm bị dò dỉ của các sĩ quan quân đội đức thảo luận về kế hoạch tấn công cầu crimea bà zakharova nói chúng tôi yêu cầu đức giải thích quan chức berlin phải cung cấp chúng kịp thời mọi nỗ lực trốn tránh trả lời các câu hỏi sẽ bị coi là thừa nhận tội lỗi về phần mình người phát ngôn của tổng thống liên bang nga ông dmitry peskov nói với các phóng viên rằng Điện Kremlin vẫn chưa biết về nội dung cuộc trò chuyện bị dò dỉ. Trong khi đó, Chủ tịch Duma Vyacheslav Volodin cho biết vấn đề này sẽ được xem xét tại phiên họp tiếp theo của Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga. Đối với phía Đức, đài RT cho biết nước này đã mở cuộc điều tra vụ dò dỉ thông tin về vụ tấn công cầu Crimea. Bộ Quốc phòng Đức lo ngại Nga có thể đã theo dõi các tướng lĩnh không quân. Luftwaffe, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức, nói với tờ Bill rằng họ đang kiểm tra xem liệu các liên lạc trong lực lượng không quân có bị chặn, nghe lén hay không. Trả lời câu hỏi của hãng thông tấn nhà nước DPA, Bộ Quốc phòng Đức cho biết thêm, Văn phòng Phản gián quân sự liên bang BAMAD đã khởi động mọi biện pháp cần thiết. Trước đó, Tổng biên tập RT, bà Margarita Simonian cho biết, vào đúng ngày Thủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra lời đảm bảo rằng NATO sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, giới lãnh đạo quân sự hàng đầu của nước này lại đang cân nhắc phương án tấn công Crimea. Tổng biên tập RT nói rằng bà nắm trong tay một đoạn ghi âm chứng thực và sau đó công bố bản ghi của cuộc trò chuyện bị dò dỉ, cho thấy các sĩ quan không quân đang thảo luận về mức độ tàn phá mà tên lửa tầm Sartorus của Đức có thể gây ra cho cầu Crimea, cũng như chi tiết về việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công như vậy. Đoạn ghi âm dài 40 phút đến ngày 19 tháng 2 có sự góp mặt của bốn sĩ quan không quân Đức, bao gồm cả người đứng đầu lực lượng này là Trung tướng Ingo Gerhardt và Phó Tham mưu trưởng phụ trách các chiến dịch, chuẩn tướng Frank Reife. Trong đoạn ghi âm, các quan chức giả định rằng Đức sẽ gửi tới 50 tên lửa tầm xa cho Ukraine và những cách mà không quân Đức có thể hỗ trợ cho Ukraine bao gồm việc cung cấp thông tin nhắm mục tiêu mà không có vẻ liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột với Nga trong đoạn ghi âm có lúc tướng Gerhard thừa nhận rằng tên lửa sẽ không thay đổi cục diện cuộc chiến theo tờ Ukrainska Ukraina điểm đáng chú ý là vụ dò dỉ thông tin trên phương tiện truyền thông Nga xảy ra vào thời điểm các cuộc thảo luận của Đức về khả năng cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine đang gia tăng nhưng vấp phải sự phản đối của chính phủ liên bang. Thủ tướng Đức Olaf Scholz một lần nữa bác bỏ khả năng gửi tên lửa Taurus tới Ukraine. Ông Scholz nói rằng làm như vậy có nghĩa là Đức sẽ trở thành một bên tham gia cuộc chiến với Nga. Anh và Pháp đều đã lần lượt gửi tên lửa tầm xa Storm Shadow và Scarp cho Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Scholz, Taurus là một loại vũ khí có tầm ảnh hưởng rất rộng. Người đứng đầu chính phủ Đức cho rằng nước này không thể cung cấp cho Ukraine vũ khí có tầm bắn 500 km bởi trong trường hợp sử dụng không đúng cách nó có thể tấn công một mục tiêu nào đó ở Moscow. Giới phân tích quốc phòng từng nhận xét rằng, Ukraine càng gặt hái thành công trên chiến trường thì Nga càng trở nên khó dự đoán, có thể tung ra những đòn bất ngờ nhằm giành lấy thế chủ động. Nhưng sau 2 năm xung đột, cục diện đã thay đổi. Hiện nay, quân đội Ukraine rơi vào thế yếu. Tân Tổng tư lệnh quân đội nước này, tướng Oleksandr Siskii phản ánh tình hình dọc chiến tuyến hai nước là căng thẳng và khó khăn đối với Ukraine. Thông tin này xuất hiện giữa lúc phương Tây quan ngại sâu sắc về tình trạng quân đội Ukraine thiếu vũ khí đạn dược một cách nghiêm trọng. Còn viễn cảnh phương Tây viện trợ thêm vũ khí đạn dược cho Ukraine thì rất u ám. Trong khi đó, Nga đang đón đếm các thành quả của mình trên thực địa với việc chiếm được thị trấn công nghiệp Adipka ở Donetsk cách đây khoảng 2 tuần cùng với một số khu định cư xung quanh kể từ thời điểm đó. Tuy nhiên, đá tiến của quân đội Nga cũng có thể tạo nguy hiểm cho chính Moscow khi tình cảnh thê lương của binh sĩ Ukraine có khả năng khiến cho các bên hậu thuẫn cho Ukraine và muốn đánh bại Nga trên chiến trường, đi tới chỗ quyết tâm trao cho Ukraine mọi thứ cần thiết để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga. Trong bối cảnh Ukraine đang thụt lùi trên chiến trường, giới phân tích cho rằng chính Nga đang đối mặt với khả năng phương Tây muốn bù đắp gấp cho Ukraine bằng cách trao cho nước này các hệ thống vũ khí tiên tiến, tên lửa tầm xa, hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu. Khi ấy, cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ trở nên khó khăn hơn và nguy hiểm hơn đối với Nga giới phân tích gọi tình huống này là nghịch lý gia tăng. Christopher Granvin, giám đốc quản lý của Global Political Resources mới đây nhận xét, giao tranh dữ dội hàng ngày và thương vong cao là điều nhất quán với nguy cơ gia tăng thấp. Ngược lại, nếu một bên giành được thế thượng phong thì để bù trừ sẽ xuất hiện nguy cơ cao gia tăng xung đột từ phía bên đang rơi vào thế bất lợi. Ông Granvin nói thêm, thành quả của Ukraine trong nửa sau của năm 2022 đã khiến người ta e sợ Nga sẽ dùng đến đòn hạt nhân nhưng nay khi quân đội Ukraine đang bị mất đất, đặc biệt là sau khi Adipka thất thủ, xung lực gia tăng xung đột sẽ đến từ các nước phương Tây hậu thuẫn cho Ukraine. Nghịch lý gia tăng căng thẳng đã được chứng minh sống động bằng tuyên bố gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc không loại trừ khả năng đưa quân đội NATO vào tham chiến tại Ukraine. Mặc dù ông Macron nói rõ rằng chưa có sự đồng thuận về vấn đề này trong các lãnh đạo châu Âu và quan chức Mỹ-Canada, tham gia hội nghị về Ukraine ở Paris hôm 26 tháng 2 vừa qua, ý kiến của ông đã làm xôn xao dư luận tuy nhiên giới phân tích chỉ ra rằng quan điểm của ông macron có logic riêng và ông đã giúp tập trung chú ý vào cảnh ngộ của ukraine nhà nghiên cứu granvin nói để khống chế các cuộc tấn công hiện thời của nga trên khắp mặt trận ukraine cần có thêm vũ khí và nhân lực về mặt logic các chính phủ phương tây quyết tâm bảo đảm nga thất bại thì họ có thể tính đến việc đưa lực lượng quân sự của riêng họ tới mặt trận này ông granvin lưu ý cơ chế gia tăng xuất phát từ thực tế là rủi ro trong cuộc chiến này đối với các bên liên quan là quá cao các nhà phân tích tại hãng tư vấn rủi ro TNO nhất trí rằng đằng sau ồn ào quanh các bình luận của ông Macron có những tiến triển trong nỗ lực tăng cường ủng hộ cho Ukraine khi mức độ rủi ro gia tăng. Antonio Barroso và Castel Nicken nhận xét vào hôm 28 tháng 2. Tuyên bố của ông Macron về kịch bản binh sĩ phương Tây hiện diện tại Ukraine đã làm dấy lên tranh cãi. Phản ứng sau đó của các nhà lãnh đạo châu Âu đã làm tăng cảm nhận chung về sự thiếu thống nhất trong nội bộ EU. Đồng thời, các quốc gia thành viên EU cũng dần dần tiến tới cho ủng hộ hơn nữa cho Ukraine và cùng phát triển dài hạn năng lực phòng thủ của châu Âu. Tạp chí Phú Uân cho biết, bản tài liệu dài 17 trang đóng dấu ngày 15 tháng 2 năm 2022 bao gồm những chi tiết về dự thảo thỏa thuận hòa bình được Nga và Ukraine thảo luận ngay sau khi xung đột giữa hai nước bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Theo tờ báo này, Kiev duy trì tính trung lập là một trong những yêu cầu quan trọng mà phía Moscow đưa ra, Dự thảo thỏa thuận cũng hạn chế quy mô quân đội của Kiev và buộc Ukraine công nhận Crimea là một phần của Nga. Phản ứng trước tập tài liệu được công bố, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow và Kiev đã đồng ý về một dự thảo hiệp ước hòa bình vài tuần sau khi giao tranh bắt đầu, nhưng Nga không muốn tài liệu này được công khai. Toàn bộ quá trình đàm phán đã bị chấm dứt do quyết định từ phía Ukraine sau khi có chỉ đạo của Anh. Ông Peskov nhấn mạnh, Nga và Ukraine đã tổ chức hội đàm tại Istanbul vào cuối tháng 3 năm 2022. Ban đầu, Moscow bày tỏ sự lạc quan về tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, sau đó Nga cáo buộc Ukraine đi ngược lại mọi tiến bộ đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho rằng họ đã mất niềm tin vào các nhà đàm phán của Kiev. Truyền thông đưa tin, Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson đã đặc biệt tới Kiev để thuyết phục chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky rút khỏi các cuộc đàm phán với Moscow. Điều này cũng đã được nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine tại Istanbul, David Arakhami, xác nhận vào tháng 11 năm 2022. Về phía mình, cựu Thủ tướng Johnson phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong việc làm trạch hướng các cuộc đàm phán hòa bình. Theo tạp chí Fuon, dự thảo thỏa thuận hòa bình không đề cập đến những vùng của Ukraine sau này sắp nhập vào Nga. Báo Mỹ chỉ ra vấn đề này dự kiến được thảo luận trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky, nhưng điều này chưa bao giờ thành hiện thực. Báo này cho biết các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga dự kiến trở thành những người bảo đảm cho thỏa thuận hòa bình. Nga và Ukraine đã không ngồi vào bàn đàm phán kể từ các cuộc đàm phán ở Istanbul. Các quan chức Nga đã nhiều lần lên tiếng sẵn sàng giải quyết khủng hoảng thông qua ngoại giao. Moscow đổ lỗi cho Kiev và những nước ủng hộ ở phương Tây vì đã từ chối tham gia đối thoại. Đồng thời cho rằng điều này khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình trên chiến trường. Hiện Nga không có lý do gì để phải sớm thỏa hiệp với Ukraine và phương Tây. Moscow có nhiều lý do để tin rằng tiếp tục giao tranh sẽ cải thiện vị thế của họ. Điều kiện tiên quyết để đưa điện Caroline đến bà đàm phán là nguồn viện trợ phương Tây cho Ukraine chỉ đủ để bảo toàn các chiến tuyến hiện tại thay vì đẩy các lực lượng nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine hoàn toàn. Thứ hai sẽ là khôi phục liên lạc trực tiếp giữa Washington và Moscow, đặc biệt là các kênh hậu trường như đã từng được sử dụng trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Để thúc đẩy nga tham gia đàm phán, Mỹ nên tranh thủ ảnh hưởng của các cường quốc ngoài phương Tây đối với nga. Đó là những quốc gia có ảnh hưởng ở nam bán cầu như Brazil và Nam Phi cũng như Trung Quốc đối tác chiến lược hàng đầu của Nga và là đối thủ hàng đầu của Mỹ. Mặc dù Trung Quốc chắc chắn hài lòng rằng việc hỗ trợ cho Ukraine đã làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí của Mỹ mà lẽ ra có thể sẵn sàng để bảo vệ Đài Loan, nhưng cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn sẽ chỉ khuyến khích mở rộng sản xuất quân sự ở Mỹ và châu Âu. Động lực lớn nhất để Nga thỏa hiệp sẽ là địa chính trị, triển vọng dần lấy lại vai trò ngoại giao vốn đã được công nhận trong các vấn đề an ninh châu Âu. Điều này sẽ làm giảm phụ thuộc của Moscow vào Trung Quốc và mang lại quyền tự chủ địa chiến lược lớn hơn trong việc đối phó với cả phương Tây và phương Đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1 tháng 3 cho biết, nước này và Hà Lan đã ký thỏa thuận an ninh mở đường để Amsterdam cung cấp cho Kiev khoản viện trợ quân sự lên tới 2 tỷ euro trong năm nay. Thông báo trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky cho biết, tôi và Thủ tướng Mark Rutte đã ký thỏa thuận an ninh song phương. Văn kiện này cho phép hỗ trợ quân sự trị giá 2 tỷ euro từ Hà Lan cũng như thúc đẩy hỗ trợ quân sự trong 10 năm tới. Thông tin trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa lãnh đạo Ukraine và Hà Lan ở Kharkov. Tháng trước, Cộng hòa Séc nói đã có 500.000 vòng đạn 155mm và 300.000 vòng đạn 122mm từ các nước khác, và số lượng đạn dược này sẽ được chuyển tới Ukraine trong vài tuần nếu có nguồn tài trợ. Theo Thủ tướng Hút, Hà Lan sẽ đóng góp 150 triệu euro, 162 triệu đô la Mỹ cho sáng kiến của Séc, nâng tổng số tiền huy động được cho đến nay là 250 triệu euro. Cũng trong ngày 1 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã ký chương trình hợp tác giữa Kiev và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO năm 2024, trong đó có kế hoạch tiếp tục tái cơ cấu các lực lượng vũ trang Ukraine theo các tiêu chuẩn của NATO, cũng như tăng cường hợp tác giữa Kiev với Liên minh quân sự này. Chương trình bao gồm việc thực hiện 50 bước nhằm đạt được 17 mục tiêu như hoàn thành chuyển đổi hệ thống chỉ huy và quản lý theo tiêu chuẩn NATO, thành lập trung tâm phân tích, huấn luyện và đào tạo chung giữa Ukraine và NATO, xây dựng văn kiện quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng theo tiêu chuẩn NATO, đưa ra những thay đổi về luật pháp của Ukraine nhằm tăng cường kiểm soát dân sự đối với quân đội. Tháng 9 năm 2022, Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO trên cơ sở ưu tiên và đã được đảm bảo tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva, rằng ký ép sẽ được chấp thuận nếu đáp ứng được các yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên, hiện chưa có thời gian biểu cho việc kết nạp Ukraine. Trong khi đó, NATO vẫn liên tục chỉ ra thực tế rằng, mục tiêu gia nhập của Ukraine là bất khả thi khi nước này vẫn đang ở trong tình trạng xung đột vũ trang. Trước đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Ukraine đang cố gây sức ép lên các quốc gia thành viên NATO về vấn đề gia nhập. Ông cảnh báo tư cách thành viên tiềm năng của Ukraine sẽ gây ra hậu quả rất tiêu cực đối với an ninh châu Âu và sẽ kích động phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Đức Olaf Scholz gần đây tuyên bố ông sẽ không chấp nhận bất kỳ quyết định nào lừa kéo quân đội Đức tham gia cuộc xung đột ở Ukraine. Đây được xem là phản ứng trước những lời chỉ trích của Anh về sự miễn cưỡng của nhà lãnh đạo Đức trong việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine. Theo đó, London đã kêu gọi riêng Berlin cung cấp tên lửa Taurus và bày tỏ thái độ khó chịu trước những bình luận của Thủ tướng Sol về hoạt động của Anh ở Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã vô tình xác nhận sự hiện diện của quân đội Anh trên thực địa ở Ukraine, nói rằng các sĩ quan điều khiển hỏa lực của Anh đang điều khiển tên lửa hành trình Storm Shadow, một nhà lập pháp Anh sau đó đã tố cáo bình luận của ông Sol là sự lạm dụng thông tin tình báo trắng trợn, khiến các nhân sự Anh gặp nguy hiểm và tạo cớ cho Nga gia tăng căng thẳng. Trong khi đó, theo tờ Daily Mail, Thủ tướng Sol cho biết, ông sẽ không cung cấp cho Ukraine các tên lửa tầm xa do Đức sản xuất. Nhà lãnh đạo Đức nói rằng, việc làm như vậy theo Anh sẽ khiến đất nước ông trở thành bên tham chiến. Theo ông Sol, việc cung cấp hệ thống vũ khí Taurus cho Kiev sẽ đẩy quân đội Đức đến quá gần chiến tuyến trong xung đột giữa Ukraine và Nga. Ông cũng nhấn mạnh Berlin không thể hành động như Pháp và Anh trong việc hỗ trợ quân đội Ukraine. Phát ngôn của Thủ tướng Đức đã gây ra phản ứng giận dữ ở Anh. Ông Tobias Engut, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Anh, nói với Telegraph, đây là hành động lạm dụng trắng trợn, thông tin tình báo mà họ cố ý thực hiện để đánh lạc hướng chú ý trước sự do dự của Đức trong việc trang bị cho Ukraine hệ thống tên lửa tầm xa của chính họ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khẳng định mọi phát ngôn của ông về khả năng phương Tây gửi quân đến Ukraine đều đã được cân nhắc và suy tính, bất chấp những phản ứng trái chiều từ các nước đồng minh. Trong khi đó, bản thân tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đứng đầu là Tổng thư ký Jens Stoltenberg, cũng như lãnh đạo Anh, Đức và Mỹ đã khẳng định hiện nay không có kế hoạch đưa lính trực tiếp tham chiến tại Ukraine. Đây là sự phủ nhận đối với phát biểu gây sốc không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine của Tổng thống Pháp Macron tại một hội nghị thượng đỉnh ở Paris nơi lãnh đạo các nước phương Tây bàn chuyện hỗ trợ Ukraine. Phát ngôn của ông Macron bị cho là đã gây bối rối và khó chịu cho đồng minh. Việc Tổng thống Pháp cương quyết nghiêm túc với kịch bản lính NATO tham chiến ở Ukraine có thể tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi. Nhưng ông thực sự đã nói gì và động cơ cho việc phát biểu ấy là gì? Trong động thái xoa dịu đưa ra sau đó, Văn phòng Tổng thống Pháp giải thích vấn đề không phải là gửi quân đến chiến đấu bên cạnh quân đội Ukraine, mà là tham gia hỗ trợ trong một số nhiệm vụ nhất định như giả phá bom mìn hoặc giám sát biên giới với Belarus để Ukraine tập trung toàn lực ở tiền tuyến. Trả lời báo chí về phát biểu đưa quân vào Ukraine khi tham gia lễ khánh thành làng thể thao Olympic 2024 tại thành phố Saint-Denis, ngoại ô thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh Chúng ta cần ủng hộ Ukraine, đây đều là những vấn đề hệ trọng và mỗi phát biểu của tôi liên quan đến các chủ đề này đều đã được cân nhắc và suy tính. Theo các nhà quan sát địa bàn, hai năm sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Tổng thống Pháp đã đảo chiều trong chính sách đối với Nga, dần trở thành lãnh đạo phương Tây có quan điểm cứng rắn nhất khi liên tục tuyên bố sẽ làm tất cả để Nga không giành chiến thắng. Theo nhiều phát ngôn của Tổng thống Pháp, nhiều người hiểu rằng những gì ông Macron nói hôm đầu tuần ít nhất khẳng định đã có thảo luận về khả năng NATO đưa lính tới Ukraine. Ý thứ hai được hiểu là quân nhân phương Tây vốn đã có mặt ở Ukraine cho những nhiệm vụ chưa được tiết lộ. Lâu nay các nước đồng minh của Ukraine đều hạn chế hiện diện binh sĩ ở quốc gia này. Ví dụ khi Đức từ chối đưa tên lửa Taurus sang Ukraine. Thủ tướng Olaf Scholz lý giải rằng việc cung cấp tên lửa sẽ kèm theo sự hiện diện của lính Đức, những người làm nhiệm vụ hỗ trợ. Trong người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rằng NATO và Nga có thể đối đầu trực diện nếu cái ép thất thủ cho thấy Mỹ mới là kẻ gây hấn thực sự. Trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định Tổng thống Vladimir Putin sẽ không dừng lại đến chừng nào Nga chiếm được ưu thế trước Ukraine. Cũng theo ông Austin, các nước láng giềng của Nga ở Baltic hiểu ông Putin và những gì ông có thể thực hiện. Và thẳng thắn mà nói, nếu Ukraine sụp đổ, tôi thực sự tin rằng NATO sẽ dính vào xung đột với Nga. Theo đài Raster Today, ngày 1 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng về phát ngôn của ông Austin trong một bài đăng trên Telegram. Bà Zakharova tự hỏi liệu nhận xét của ông Austin là lời cảnh báo trực tiếp tới Nga hay là một nỗ lực để biện hộ cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Bà nói, trong cả hai trường hợp thì phát biểu đó thật điên rồ, nhưng bây giờ mọi người đều biết ai mới là kẻ gây hấn, đó chính là Washington. Căng thẳng Nga NATO bùng phát sau khi Moscow mở hoạt động quân sự ở Ukraine. Tổng thống Putin cho biết một trong các nguyên nhân khiến ông phát động quân sự là do lo ngại về đà mở rộng của NATO về phía đông. Mặc dù vậy, liên minh này vẫn tiếp tục kết nạp thêm thành viên sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Phần Lan tháng 4 năm 2013 gia nhập NATO, kết thúc hàng thập kỷ duy trì chính sách không liên kết về quân sự. Thụy Điển nhiều khả năng cũng sớm trở thành thành viên của khối cũng trong thông điệp liên bang tổng thống putin cho biết nga có kế hoạch tăng cường lực lượng vũ trang ở phía tây đất nước nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa từ việc phần lan và thụy điển gia nhập nato ông đồng thời cảnh báo về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân nếu nato đưa quân tới ukraina một số nước nato giáp về nga gần đây cũng tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực biên giới do lo ngại nguy cơ xung đột tại ukraina có thể lan sang các quốc gia này ở diễn biến khác trước đó truyền thông đức cũng đã tiết lộ về việc chính phủ đức này lên kế hoạch chuẩn bị cho viễn cảnh xung đột giữa Nga và NATO theo từng giai đoạn cụ thể. Bản kế hoạch trên được chia làm 4 giai đoạn cụ thể. Giai đoạn đầu tiên bao gồm một chiến dịch truyền thông nhằm chia rẽ dư luận ở Đức. Bên cạnh đó là các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ở giai đoạn 2, Moscow có thể triển khai quân đội tới biên giới với NATO, một động thái mà phương Tây đã cảnh báo từ trước. Trong giai đoạn này, các hoạt động quân sự sẽ được tiến hành song song với các chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn, có thể nhắm vào các vệ tinh giai đoạn 3 của viễn cảnh xung đột, bao gồm các cuộc giao tranh trực tiếp nhắm vào mục tiêu trên lãnh thổ Đức. Ở giai đoạn cuối cùng, xung đột sẽ lan tới đỉnh điểm với các cuộc giao tranh trên bộ, trên biển cũng như trên không trong phạm vi của Đức. Ngoài ra, giới chức Đức cũng không loại trừ khả năng Nga triển khai vũ khí, hóa học và hạt nhân. Vào tháng trước, từ biên của Đức đã đăng tải một bản kế hoạch về lộ trình xung đột Nga-NATO, trong đó dự đoán Moscow sẽ thực hiện các động thái quân sự vào năm 2025. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó đã lên án tờ báo của Đức, khẳng định thông tin này là sai sự thực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng NATO có thể bị cuốn vào xung đột với Nga trong trường hợp Moscow chiến thắng trong xung đột tại Ukraine. Tuyên bố được ông Austin đưa ra khi được hỏi về việc Quốc hội Mỹ không thể thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá 60 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định các quốc gia ở vùng Baltic gồm Latvia, Litva và Estonia đặc biệt dễ bị ảnh hưởng do các tham vọng của ông Putin trong tương lai. Cả ba nước này đều là thành viên NATO. Điều này có nghĩa nếu Nga tấn công quốc gia nào trong số này thì coi như Nga tuyên chiến với toàn bộ liên minh quân sự NATO. Theo điều 5 trong hiến trương NATO, nguyên tắc về phòng thủ tập thể, một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của NATO sẽ bị coi là tấn công tất cả và mọi thành viên sẽ phản ứng. Ông Austin cảnh báo, nếu Ukraine thất thủ, NATO sẽ dính vào giao tranh với Nga. Phản ứng trước phát biểu của ông Austin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đặt nghi vấn rằng đây có phải là hành động đe dọa trực tiếp của Washington hay không. Căng thẳng Nga-NATO gia tăng sau khi Moscow mở chiến dịch ở Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2022. Tổng thống Putin cho biết một trong các nguyên nhân khiến ông phát động chiến dịch là do lo ngại về đà mở rộng của NATO về phía đông. Mặc dù vậy, liên minh này vẫn tiếp tục kết nạp thêm thành viên sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Liên quan đến viễn cảnh xung đột NATO-Nga được cũng đã chuẩn bị cho một viễn cảnh xung đột giữa hai quốc gia này. Trong đó, Berlin dự đoán Đức có thể là một trong những mục tiêu hàng đầu nếu Nga tấn công NATO. Kế hoạch mô tả 4 giai đoạn riêng biệt, đề cập tới nguy cơ xung đột hạt nhân nhằm vào các quốc gia thành viên khối. Cụ thể, giai đoạn đầu tiên có liên quan đến một chiến dịch thông tin sai lệch nhằm chia rẽ người dân Đức và gây bất ổn xã hội. Ngoài ra, Đức dự đoán Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Đến giai đoạn 2, Điện Kremlin sẽ triển khai quân tới biên giới với NATO, một động thái các nước phương Tây đã cảnh báo từ trước. Các cuộc tấn công mạng và phá hoại trên đất Đức sẽ diễn ra song song với hoạt động quân sự này. Trong đó, các vệ tinh cũng là mục tiêu tấn công trong chiến dịch. Giai đoạn 3 bao gồm các cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường và các phương tiện phi thông thường cũng nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Đức. Kế hoạch cảnh báo giai đoạn đỉnh điểm xung đột có thể bao gồm các cuộc giao tranh trên bộ, trên biển cũng như trên không trong phạm vi của Đức, đồng thời dự đoán xung đột có thể lan ra phạm vi toàn cầu. Chính phủ Đức cũng không loại trừ khả năng Nga triển khai vũ khí hóa học và hạt nhân. Theo AFP dẫn lại thông tin từ hãng thông tấn IRNA của Iran, cuộc phóng vệ tinh Pas-1 bằng tên lửa Soyuz 2.1b của Nga đã được đài truyền hình nhà nước Iran phát trực tiếp. Vệ tinh này được phóng từ cơ sở Vostokny của Nga, cách Moscow khoảng 8.000 km về phía đông. Bộ trưởng Viễn thông Iran Isa Jarrepol cho hay, Pas-1 được phát triển trong nước hoàn toàn, nhấn mạnh nước này đã thực hiện hàng chục cuộc phóng vệ tinh trong hai năm qua. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói với các phóng viên ở Washington DC rằng cuộc phóng vệ tinh mới nhất là một dấu hiệu khác cho thấy mối quan hệ đối tác quân sự giữa Iran và Nga ngày càng sâu sắc. Ông Miller nhấn mạnh, sự hợp tác này có hại cho Ukraine, các nước láng giềng của Iran và cộng đồng quốc tế. Chúng tôi đã thể hiện khả năng hành động đáp trả của mình. Ông Miller cảnh báo sẽ có thêm hành động nếu Iran bán tên lửa đạn đạo của Nga. Washington trong tháng trước cho hay đã lên kế hoạch cấm vận thêm đối với Tehran vì ủng hộ việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong diễn biến có liên quan, ông Jeffrey Lewis, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monterey cho hay, dòng tên lửa Fateh 110 và John Faga của Iran là vũ khí chính xác. Ông Lewis nói, chúng được sử dụng để nhắm vào các mục tiêu có giá trị cao và cần gây thiệt hại chính xác, đồng thời nhấn mạnh 400 quả tên lửa có thể gây ra tổn thất đáng kể nếu chúng được sử dụng ở Ukraine. Một nguồn tin quân sự Ukraine cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Nga sử dụng tên lửa Iran trong cuộc xung đột hiện nay. Người phát ngôn không quân Ukraine cũng cho hay họ chưa có thông tin chính thức về việc Nga có tên lửa Iran, nhưng ông nhấn mạnh tên lửa đạn đạo sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Andriy Jagorodnyak nói rằng Nga muốn bổ sung kho tên lửa của mình vào thời điểm gói viện trợ quân sự lớn của Mỹ cho Ukraine vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua, khiến Kiev rơi vào tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng. Ông Jagorodnyak, hiện là Chủ tịch Trung tâm Chiến lược Phòng không có trụ sở tại Kiev, cho biết việc thiếu sự hỗ trợ của Mỹ đồng nghĩa với việc thiếu hụt lực lượng phòng không trên mặt đất ở Ukraine. Vì vậy, Nga muốn tích lũy một lượng lớn tên lửa và xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine. Rob Lee, Thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Philadelphia, nước Mỹ, cho biết việc Iran cung cấp tên lửa Fateh-100 và John Faga sẽ mang lại cho Nga lợi thế lớn hơn trên chiến trường. Ông Lee nói, chúng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự và tên lửa đạn đạo cũng khiến lực lượng phòng không Ukraine khó đánh chặn hơn. Giới cầm quyền theo đường lối cứng rắn của Iran đã thúc đẩy quan hệ với Nga và Trung Quốc, kỳ vọng điều này sẽ giúp Tehran chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ và chấm dứt sự cô lập chính trị. Hợp tác quốc phòng giữa Iran và Nga đã được tăng cường kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã gặp người đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ vệ binh cách mạng Iran, Amirali Hazizadeh tại Tehran nhân dịp này phía iran đã giới thiệu với quan chức quân sự nga các mẫu uav tên lửa và hệ thống phòng không một quan chức iran cho biết quan hệ đối tác quân sự với nga đã cho thế giới thấy khả năng phòng thủ của iran nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi đứng về phía nga trong cuộc xung đột ở ukraine ông nói mối quan hệ mang tính chất giao dịch bằng việc trao đổi uav iran mong đợi hợp tác an ninh nhiều hơn và có được các vũ khí tiên tiến đặc biệt là máy bay chiến đấu hiện đại từ nga Sputnik dẫn phát biểu của tướng không quân Anthony Cotton, tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ Chatcom trước Ủy ban Quân vụ Thương viện Mỹ rằng Nga thông báo đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat vào trực chiến. Ngoài ra, Nga tiếp tục đóng các tàu ngầm hạt nhân mới mang tên lửa hành trình. Theo tư lệnh Chatcom, Nga đang hiện đại hóa bộ ba vũ khí hạt nhân và tạo ra các loại vũ khí khác, đó là các hệ thống siêu âm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân như tên lửa phóng từ trên không Kinzan và tên lửa phóng từ biển Zikon. Các lực lượng vũ trang Nga nhiều lần sử dụng tên gian để chống lại các lực lượng vũ trang Ukraine VSO. Trước đó, trong thông điệp liên bang, tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các tổ hợp tên lửa siêu thanh như Kinzhan, Zircon, Avankrad và hệ thống laser Peresvet đã được đưa vào trực chiến, trong khi hệ thống tên lửa Samos đã được chuyển giao cho quân đội. Ngoài ra, các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình có tầm bắn không giới hạn Purevesnik và phương tiện không người lái dưới nước Poseidon cũng đang được hoàn tất. John Harp dẫn lời tướng Anthony Cotton cảnh báo quan hệ hợp tác quân sự ngày càng phát triển giữa Triều Tiên, Nga, Trung Quốc và Iran sẽ làm tăng khả năng xảy ra xung đột, đồng thời với nhiều đối thủ có vũ khí hạt nhân. Ông nói, chúng ta đang đối đầu không chỉ với một, mà là hai đối thủ có vũ khí hạt nhân, Nga và Trung Quốc. Thực tế này, kết hợp với sự phát triển tên lửa ở Triều Tiên, tham vọng hạt nhân của Iran và mối quan hệ ngày càng tăng giữa các quốc gia đó đã tạo thêm những lớp phức tạp mới trong tính toán chiến lược của chúng tôi. Tuy nhiên, tư lệnh Chatcom khẳng định, bộ chỉ huy của ông luôn sẵn sàng chiến đấu ngay liên quan tổ hợp tên lửa siêu thanh kiên gian của Nga. Được biết, tên lửa KH-47M2 kiên gian có thể mang nhiều loại đầu đạn khác nhau. Đứng đầu trong số đó là đầu đạn có sức xuyên phá cao, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố và được bảo vệ nghiêm ngặt. Nó có thể xuyên thủng sàn bê tông và bắn trúng mục tiêu dưới lớp đất dày. Tên lửa có tầm bắn 2.000 km này còn có thể mang đầu đạn nổ phân mảnh thông thường nặng 482 kg hoặc đầu đạn chùm có thể phóng ra 54 quả bom con ở độ cao 900 đến 1.400 m phát nổ ở độ cao khoảng 10 m. Nga có thể cải tiến một đầu đạn nặng hơn với sức công phá lớn hơn để sử dụng trong cuộc tấn công phi hạt nhân. Đầu đạn này có thể nặng tới 800 kg hoặc hơn. Nhờ động cơ mới, tầm bắn của Iskander-M vẫn được giữ nguyên ở phạm vi 500 km trong khi sức nổ tăng gấp đôi. Theo Konep, đây sẽ là một sự hiện đại hóa hoàn toàn hợp lý. Một hướng phát triển được công bố rộng rãi đối với Kinzan là khiến nó tương thích với máy bay tầm xa Tu-22M3M và Tu-160M. Với sự kết hợp này, Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn hơn bằng tên lửa siêu thanh phóng vào nhiều mục tiêu đồng thời và từ các hướng khác nhau. Kim gian được tạo ra trên cơ sở sử dụng các giải pháp công nghệ của 9M723 Iskander-M, tầm hoạt động 2.000 km, cho phép nó tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lục địa châu Âu chỉ trong vài phút, với tốc độ bay tối đa đạt m10, gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Những tên lửa này cũng có thể sử dụng mồi nhử để đánh lạc hướng hệ thống phòng không đối phương. Theo EU Time, tên lửa KH-101 đã nhả mùi bẫy khi bay tầm thấp trong quá trình tấn công vào mục tiêu ở Ukraine. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, việc Paris và Berlin ký thỏa thuận an ninh với Kiev không ảnh hưởng đến mối quan hệ với Nga. Bà Zakharova nói, đặc biệt đề cập đến quan hệ Nga-Đức và Nga-Pháp, tôi muốn nhấn mạnh rằng thật không may ở giai đoạn này, rất ít điều có thể ảnh hưởng đến những mối quan hệ này theo chiều hướng tồi tệ hơn, vì các mối quan hệ vốn đã ở mức thấp chưa từng thấy. Người phát ngôn Nga nói thêm, các đối tác cũ của chúng tôi, Đức và Pháp đã vứt bỏ lợi ích khổng lồ trong mối quan hệ hợp tác song phương được tích lũy qua nhiều thế hệ. Đó không phải là quyết định của chúng tôi. Trong hai năm, chúng tôi đã theo dõi xem các nước NATO, bao gồm cả Đức và Pháp đóng vai trò đặc biệt tích cực như thế nào khi cung cấp cho Ukraine các hệ thống sát thương hiện đại, huấn luyện bình sĩ, cung cấp thông tin tình báo và góp phần làm gia tăng cuộc xung đột. Người phát ngôn Nga cho rằng các quốc gia này vẫn tin vào khả năng gây ra thất bại chiến lược đối với Nga và xem công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là cơ sở duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng, trong khi Nga nhiều lần cho biết không thể chấp nhận được đề xuất này. Trong bối cảnh này, Nga cho rằng việc các nước ký thỏa thuận an ninh với Ukraine mặc dù mang tính biểu tượng, nhưng đã xác nhận họ tập trung vào cuộc đối đầu lâu dài với đất nước chúng tôi và không sẵn sàng đi theo con đường chính trị và ngoại giao để giải quyết xung đột. Trước đó, nhóm G7 gồm Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italia và một số đối tác khác đã cam kết cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine thông qua các hiệp ước song phương. Vương quốc Anh là nước đầu tiên hoàn tất một thỏa thuận như vậy trong chuyến thăm của Thủ tướng Anh Rishi Sunak tới Kiev. Thủ tướng Anh cũng xác nhận viện trợ thêm 2,5 tỷ bảng Anh, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm tài chính tiếp theo. Sau Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Italia, Canada là những nước tiếp theo lần lượt công bố kế hoạch và ký kết thỏa thuận an ninh với Ukraine. Trong khi đó, bình luận về quan hệ Nga-Đức, Tổng thống Putin cho biết tình trạng gián đoạn hiện nay trong hợp tác hai nước không có lợi cho bất kỳ bên nào. Nga ủng hộ sự hợp tác bình đẳng. Ông khẳng định tình trạng đóng băng hiện tại trong quan hệ giữa Đức và Nga không phải do sáng kiến của phía Nga. Ông nhắc lại rằng, ngoài các mối quan hệ chính trị và kinh tế trước đây, Nga và Đức đã phát triển thành công mối quan hệ trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn hóa và nhân đạo. Những mối quan hệ như vậy không chỉ quan trọng đối với hai nước mà đối với toàn bộ châu Âu. Đối với Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron lại tiếp tục gây tranh cãi với tuyên bố giữ nguyên ý kiến phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine. Ông Macron nói với các phóng viên trong chuyến thăm làng Olympic gần Paris vào hôm 29 tháng 2 rằng đây là những vấn đề hệ trọng. Từng lời tôi nói về vấn đề này đã được cân nhắc xem xét và tính toán kỹ lưỡng. Tổng thống Pháp không bình luận thêm và từ chối trả lời mọi câu hỏi xoay quanh đề tài này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa qua cho biết, ông sẽ không cung cấp cho Ukraine các tên lửa tầm xa do Đức sản xuất, vì một khi như vậy, quân đội nước này sẽ cần phải hỗ trợ lực lượng của Kiev trên bộ. Theo ông Scholz, việc cung cấp hệ thống vũ khí Taurus cho Kiev sẽ để quân đội Đức đến quá gần chiến tuyến trong xung đột giữa Ukraine và Nga. Ông cũng nhấn mạnh Berlin không thể hành động như Pháp và Anh trong việc hỗ trợ quân đội Ukraine. Ông Scholz nói, binh sĩ Đức không được phép liên quan đến các mục tiêu mà hệ thống Taurus tiếp cận, bất kể khi nào và ở đâu. Những lời lẽ của Thủ tướng Đức đã gây ra phản ứng giận dữ ở Anh. Ông Tobias Elwood, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Anh, nói với Telegraph, đây là hành động lạm dụng trắng trợn thông tin tình báo mà họ cố ý thực hiện để đánh lạc hướng chú ý trước sự do dự của Đức trong việc trang bị cho Ukraine hệ thống tên lửa tầm xa của chính họ. Nga chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này để gia tăng. Anh và Pháp đã chuyển giao cho Ukraine các hệ thống tên lửa tầm xa Storm Shadow và Scarp. Mới đây, truyền thông loan tin anh cũng đã triển khai một số lượng nhỏ binh sĩ đến Ukraine làm nhiệm vụ hỗ trợ. Tuy nhiên, mức độ hỗ trợ của London trong các hành động quân sự trực tiếp của Ukraine vẫn là bí mật. Cộng đồng tình báo đã chỉ trích Thủ tướng Sean vì những lời lẽ nói trên. Ông Justin Crum, tổng giám đốc của Sibylai, một công ty tư vấn tình báo cho biết. Sự hỗ trợ của Anh cho Ukraine gần như không phải là chuyện gì mới mẻ đối với Moscow do thông tin đã bị dò dỉ nhiều lần, nhưng chuyện này trước nay vẫn luôn mơ hồ. Theo ông Kram, những tiết lộ như vậy sẽ thúc đẩy Nga tăng cường nỗ lực nhằm vào các lực lượng nước ngoài hiện diện ở Ukraine và đưa ra những tuyên bố thổi phồng về tổn thất. Được biết, tên lửa Taurus có tầm bắn hiệu quả lên tới 500 km, được thiết kế để chống lại các mục tiêu kiên cố hoặc nằm sâu dưới lòng đất như hầm chỉ huy, kho đạn dược, cầu cảng và các trung tâm vận tải quan trọng khác. Tên lửa này có đầu đạn mạnh hơn so với nhiều loại tên lửa dẫn đường chính xác trong kho vũ khí của Ukraine. Vì thế, nó có thể giúp Kiev vô hiệu hóa các cây cầu của Nga ở khoảng cách xa. Song không loại trừ khả năng Đức sửa đổi tên lửa để hạn chế tầm bắn của nó trước khi cung cấp cho Ukraine, khiến lợi thế của tên lửa bị hạn chế. Một lý do khác khiến Taurus không thể trở thành viên đạn bạc, đó là Đức khó có khả năng cung cấp cho Ukraine đủ số lượng tên lửa để tạo ra sự khác biệt lớn trên chiến trường. Ngay cả khi Berlin cung cấp cho Kiev tên lửa Taurus với số lượng lớn thì vẫn chưa có gì đảm bảo điều đó có thể thay đổi xung đột. Các nhà phân tích quân sự Michael Kaufman và Robley chỉ ra rằng, việc tiến hành một chiến dịch tấn công sâu phía sau phòng tuyến của đối phương khó hơn nhiều so với tấn công các lực lượng trên tiền tuyến. Rất khó để ngăn chặn tuyến tiếp tế hoặc thiết lập khả năng kiểm soát hỏa lực ở phía sau nếu không có ưu thế trên không. Để tiến hành chiến dịch này một cách có hệ thống, Ukraine cần nắm thông tin tình báo liên tục cũng như cải thiện khả năng giám sát và trinh sát thông qua vệ tinh và máy bay không người lái. Trong bối cảnh Ukraine thiếu các phương tiện trinh sát tiên tiến và thiếu khả năng kiểm soát bầu trời, việc theo dõi và báo quát hậu phương của Nga là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Quân đội Nga vẫn duy trì được đà tiến công sau khi Ukraine rút khỏi thị trấn Adybka ở Donetsk vào ngày 17 tháng 2. Những tiến bộ của Moscow kể từ đó đã tăng dần và dù không nhanh chóng trong ngắn hạn, nhưng việc phương Tây chỉ hoãn viện trợ cho Kiev có thể trao cho Nga sự chủ động. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington nhận định, các lực lượng của Nga đang khai thác những cơ hội chiến thuật mở ra sau khi giành được Adipka và đang cố gắng tiến công xa nhất có thể trong khu vực xung quanh trước khi các lực lượng của Ukraine thiết lập các phòng tuyến kiên cố hơn. Trước đó, người phát ngôn nhóm chiến đấu Tarisk của Ukraine, ông Dmytro Likhovy cho biết quân đội nước này đã rút khỏi Stepove cách Adipka 12 km về phía bắc. Trong khi đó, các nguồn tin của Nga cũng xác nhận việc Moscow giành được Tonenke ở phía nam và các khu vực xung quanh. Jeff Fintuch, nhà phân tích tình báo cấp cao của công ty an ninh Global cho biết, Adipka là một chiến thắng cay đắng, nhưng dù sao cũng là một chiến thắng. Khu vực phía sau nó bằng phẳng hơn và việc xuyên thủng thành trì này đặt câu hỏi về chiến lược tổng thể của Ukraine trong bối cảnh gói hỗ trợ của Mỹ đang bế tắc tại Quốc hội. Thượng viện Mỹ ủng hộ dự luật viện trợ trị giá 95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Israel và Đài Loan, Trung Quốc ngày 13 tháng 2, trong đó hơn 60 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho Ukraine. Tuy nhiên, nó vẫn cần sự chấp thuận của Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thuộc Đảng Cộng hòa phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ các đảng viên dân chủ tại Quốc hội, Nhà Trắng và thậm chí cả các thượng nghị sĩ cùng đảng ở Thượng viện về việc đưa dự luật viện trợ cho Ukraine ra bỏ phiếu tại Hạ viện. Mặc dù vậy, ông Mike Johnson vẫn khẳng định Quốc hội sẽ không thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine nếu không cải cách chính sách nhập cư của Mỹ. Nghị sĩ này lập luận việc tăng cường an ninh biên giới của Mỹ là ưu tiên cấp bách hơn là hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo China Daily và RT Ông Mike Johnson cho biết như vậy sau cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng hôm 27 tháng 2. Ông Johnson nhấn mạnh, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ không phê duyệt viện trợ nước ngoài nếu Đảng Dân Chủ không thỏa hiệp về vấn đề biên giới. Tuyên bố trên chương trình Face the Nation, ông Johnson nói, ưu tiên đối với tôi là nước Mỹ và biên giới của chúng ta. Bây giờ tôi ủng hộ việc có thể đảm bảo cho Ukraine có vũ khí mà họ cần, nhưng trước tiên tôi kiên quyết ủng hộ vấn đề biên giới trước. Nhà phân tích Fentut nhận định với Newsweek, nếu dự luật viện trợ không được thông qua sớm, sẽ có thêm những nơi như Adipka khi Nga cố gắng nắm bắt cơ hội để củng cố lợi ích của mình ở Donetsk. Nhà phân tích quân sự Mike Kaufman, học giả cấp cao tại Quỹ Kennedy vì Hòa bình Quốc tế cho rằng Ukraine không có phòng tuyến thứ cấp tốt và đang cố thủ phía sau dọc tiền tuyến. Ông Kaufman nói, đằng sau Adipka, Ukraine có một số phòng tuyến nhưng không mạnh. Quân đội Nga có lẽ hết đà tiến công. Nhưng mặt khác, nếu họ có thể duy trì các cuộc tấn công trong năm tới thì họ sẽ giành được ngày càng nhiều lãnh thổ. Khả năng của Ukraine nhằm ngăn chặn cuộc tiến công của Nga sẽ phụ thuộc vào việc phương Tây cung cấp các vũ khí tầm xa và những hệ thống có khả năng phá hủy các phương tiện của đối phương. Trong những phương tiện được kỳ vọng sẽ tạo khác biệt trên chiến trường có tiềm kích F-16, mà Tổng thống Zelensky đã cho biết trong một video rằng chúng sẽ sớm được triển khai. Đan Mạch và Hà Lan nằm trong nhóm các quốc gia cam kết hỗ trợ hàng chục tiêm kích tiên tiến này, nhưng việc đó có thể sẽ mất thời gian trước khi chúng hỗ trợ những nỗ lực của Ukraine. Tướng Mỹ đã nghỉ hưu, Gordon Skip Davis cho hay tiêm kích F-16 thực sự có tác động đáng kể trên không và trên mặt đất ở Ukraine, nhưng đừng hy vọng vào tác động đó cho đến nửa sau năm 2024. Theo ông, gần cuối năm 2024, khi có nhiều phi công được huấn luyện và nhiều tiêm kích F-16 được cung cấp hơn, Ukraine có lẽ sẽ thành công trong việc vận hành một số phi đội và nhận ra tác động lớn hơn trên chiến trường. Nhiều tin đồn cho rằng, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzny bị cách chức vì hiểm khích với Tổng thống Volodymyr Zelensky nhưng giám đốc tình báo quốc phòng nước này đã bác bỏ. Trước khi rời nhiệm sở, ông Zalutny được xem là nhân vật nổi bật hàng đầu của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Giữa lúc Ukraine phải thay tướng, một trong những nhân vật từng được dự báo sẽ đảm nhận vai trò của ông Zalutny là Kirilo Budanov, giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine. Bản thân ông Budanov từng bác bỏ chuyện lên thay ông Zalutny, Nhưng hôm 29 tháng 2, vị này đã chính thức lên tiếng bàn về những tin đồn trong nội bộ Ukraine. Theo đó, ông Budanov khẳng định không tin rằng việc bãi chức ông Zaluzny liên quan tới quan hệ căng thẳng giữa ông Zaluzny và Tổng thống Zelensky. Theo CBC News, khi được hỏi về quan hệ giữa ông Zaluzny và ông Zelensky, ông Budanov cho rằng bất kỳ khác biệt mang tính cá nhân nào cũng rất khó đào sâu dặn nứt giữa hai bên, khi mỗi người trong số họ đều trực tiếp lệ thuộc vào người kia. Báo Pravda nhận định, ông Budanov có ý khẳng định Tổng thống Zelensky đã đưa ra quyết định đúng đắn khi tìm người thay ông Zaluzny trước đó, mối quan hệ giữa Tổng thống Zelensky và từng lĩnh quân đội Ukraine trở nên căng thẳng từ trước mùa thu năm ngoái, khi chiến dịch phản công thất vọng của Ukraine làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc sa thải ông Zaluzny. Một số sĩ quan quân đội nói rằng, những bất đồng về chiến lược và chiến thuật trong một cuộc chiến khắc nghiệt là điều có thể lường trước. Đỉnh điểm căng thẳng giữa hai bên là vào tháng 11 năm 2023, sau khi tướng Zaluzny nói chiến trường Ukraine lâm vào bế tắc và khó có thể có đột phá Bình luận vấp phải chỉ trích gây gắt từ văn phòng tổng thống, ông Zelensky và các đồng minh lạc quan hơn về cuộc chiến, nói Ukraine vẫn có thể và sẽ đẩy lùi lực lượng nga khỏi các lãnh thổ đang kiểm soát. Căng thẳng tiếp tục vào tháng 12 năm ngoái, liên quan tới mong muốn huy động thêm nửa triệu quân của quân đội Ukraine. Kiev đang rất cần bổ sung nhân lực cho lực lượng vũ trang, nhưng việc động viên thêm quân chắc chắn sẽ khiến một bộ phận công chúng bất bình. Giới lãnh đạo chính trị và các tướng quân đội Ukraine đang đun đẩy trách nhiệm cho nhau khi cả hai bên đều không muốn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đưa hàng trăm nghìn người Ukraine vào một cuộc chiến khốc liệt. Đại tướng Valery Zelutny, 50 tuổi, được Tổng thống Zelensky bổ nhiệm vào vị trí tư lệnh quân đội Ukraine vào tháng 7 năm 2021. Ông đã chỉ huy các hoạt động của quân đội Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt từ tháng 2 năm 2022. Ông Zelutny được ghi công là người đã chỉ đạo thành công một số chiến dịch của Ukraine, như bảo vệ Kiev trong những ngày đầu xung đột, và các cuộc phản công thành công tại tỉnh Kharkov ở phía đông và Khê Sơn ở phía nam vào mùa thu năm 2022. Cơ quan y tế Gaza đã lên án vụ tấn công kinh hoàng ở thành phố Gaza thuộc phía bắc giải Gaza vào ngày 29 tháng 2. Cơ quan y tế Gaza đã cáo buộc binh sĩ Israel nổ súng vào những người Palestine khi đang chờ các xe tải chở hàng viện trợ ở thành phố Gaza. Trong khi đó, quân đội Israel nói rằng nhiều người Palestine bị thương do sâu đẩy và dẫm đạp và binh sĩ Israel cũng đã nổ súng vào đám đông đang di chuyển trong khu vực theo cách gây nguy hiểm cho họ, theo tờ The Times of Israel. Sau đó, Mỹ đã không ủng hộ một tuyên bố được đưa ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm cáo buộc lực lượng Israel nổ súng vào những người Palestine đang chờ hàng viện trợ. Theo đó, Ít nhất 112 người đã được xác định tử vong và hơn 760 người bị thương tại giải Gaza sau cuộc tấn công đồng thời của máy bay chiến đấu và xe tăng Israel nhằm vào một đám đông hàng nghìn người Palestine đang tập trung tại một điểm phân phối đồ cứu trợ ở quảng trường Nabunsi, phía bắc Gaza. Toàn bộ thương vong đều là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi. Trong khi đó, truyền thông Israel dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ nước này, IDF, nói rằng hành động tấn công của IDF chỉ khiến hơn 10 người thương vong trong vụ việc tại Nabunsi. Phần lớn số thương vong thực tế là do việc dẫm đạp trong đám đông gây ra, bên cạnh hành vi nổ súng bừa bãi của một số tay súng trong khu vực. Nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã lên án và chỉ trích mạnh mẽ cuộc tấn công của quân đội Israel và Nabunsi sáng qua. Thông báo chiều qua của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ việc quân đội Israel tấn công đám đông dân thường đang nhận đồ cứu tế là tội ác đáng hổ thẹn, đồng thời là hành vi xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, trong đó có luật về quyền con người. Bộ Ngoại giao Ai Cập một lần nữa kêu gọi các bên quốc tế liên quan, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lập tức can thiệp nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại giải Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng vụ tấn công hàng loạt trên sẽ làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán ngừng bắn mong manh trong cuộc xung đột Hamas-Israel đã kéo dài gần 5 tháng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller khẳng định Mỹ đang khẩn trương tìm kiếm thêm thông tin về chính xác những gì đã xảy ra. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã lên án vụ việc trên, cho rằng cần phải tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Ngoài việc lên án, Qatar, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Úc, Tây Ban Nha và Ý còn kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong xung đột Hamas-Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã công bố kế hoạch quân đội thực hiện đợt thả hàng viện trợ bằng máy bay đầu tiên xuống giải Gaza. Ông Biden còn nói rằng Mỹ cũng đang xem xét khả năng thiết lập một hành lang hàng hải để chuyển một lượng lớn viện trợ vào Gaza. Giới chức cho hay, các đợt thả hàng viện trợ của Mỹ có thể bắt đầu sớm nhất là vào cuối tuần này. Dù chưa rõ loại máy bay nào sẽ được sử dụng Nhưng C-17 và C-130 là phù hợp nhất cho công việc này Một số quốc gia khác Trong đó có Jordani và Pháp Cũng đã tiến hành thả hàng viện trợ xuống Gaza Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Ít nhất 576.000 người ở giải Gaza Khoảng 25% dân số của vùng đất này Chỉ còn một bước nữa là đến nạn đói nhiều người ở Gaza đã phải ăn thức ăn chăn nuôi và thậm chí cả xương rồng để sống sót và bác sĩ báo động trẻ em đang chết trong bệnh viện do suy dinh dưỡng và mất nước, theo Reuters. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho hay họ phải đối mặt với những trở ngại quá lớn trong việc có được viện trợ. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết các đợt thả hàng viện trợ từ máy bay sẽ chỉ có tác động hạn chế đến tình trạng đau khổ hiện nay của người dân ở Gaza. Tuy nhiên, vị quan chức khẳng định việc đó không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ và nhấn mạnh rằng chỉ có việc mở cửa biên giới trên đất liền mới có thể giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc. Đồng thời lưu ý một vấn đề khác là Mỹ không thể đảm bảo rằng hàng viện trợ không đến tay Hamas vì Mỹ không có binh sĩ ở Gaza. Tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cũng thừa nhận rằng việc hàng viện trợ từ máy bay xuống Gaza là cực kỳ khó khăn vì dân số đông đúc và xung đột đang diễn ra. Mỹ trong nhiều tháng đã kêu gọi Israel cho phép thêm viện trợ vào Gaza nhưng Israel đã phản đối, theo Reuters. Ông Kirby lưu ý rằng Israel đã cố gắng tháng tiếp tế xuống Gaza và nước này ủng hộ kế hoạch thả hàng viện trợ của Mỹ. Truyền thông Ả Rập ngày 29 tháng 2 đồng loạt cho biết, một số quan chức tình báo Mỹ nhận định quân đội Israel có thể phát động kế hoạch tấn công bộ binh vào Liban vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè năm 2024. Nếu các nỗ lực ngoại giao hiện nay không thể khiến lực lượng Hezbollah rút khỏi khu vực biên giới Israel-Liban. Dẫn lại một số nguồn tin Mỹ, các nguồn tin Ả Rập nói rằng một số quan chức trong chính quyền Mỹ cũng đồng tình với nhận định này của giới chức tình báo. Trong đó, một quan chức cấp cao khẳng định Chính quyền Mỹ đang hành động dựa trên giả định cuộc tấn công của Israel vào Liban sẽ diễn ra trong ít tháng nữa. Theo quan chức này, khả năng nổ ra cuộc tấn công là khá rõ ràng. Nhận định về khả năng Israel tấn công bộ binh vào Liban được giới chức Mỹ đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh qua biên giới diễn ra gần như hàng ngày trong gần 5 tháng qua giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah. Theo một số báo cáo đáng tin cậy, đợt giao tranh chưa xác định hồi kết này đã khiến gần 300 người chết, chủ yếu là thành viên Hezbollah, trở thành đợt đối đầu quân sự ác liệt nhất giữa hai bên kể từ sau xung đột mùa hè năm 2006, khiến hàng nghìn người thương vong. Theo đó, lực lượng Hezbollah ở Liban đã tiến hành thêm nhiều cuộc tập kích tên lửa dữ dội sang lãnh thổ Israel. Đợt tập kích mới nhất được ghi nhận vào trưa ngày 28 tháng 2 giờ địa phương, với khoảng 10 quả rocket của Hezbollah được phóng từ miền nam Liban hướng về phía khu vực Kiryat Mona, miền bắc Israel. Theo kênh truyền hình số 12, một trong các quả tên lửa đã đánh trúng và gây hư hại cho một người nhà nhưng không xảy ra thương vong. Trước đó khoảng 1 giờ, chỉ trong 20 phút, còi báo động hai lần vang lên tại một loạt khu dân cư phía bắc Israel gần đường biên giới với băng, cảnh báo về cuộc tập kích tên lửa phóng loạt từ phía quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, truyền thông Israel chưa đưa thêm thông tin chi tiết về hai cuộc tấn công này. Hezbollah đã liên tiếp tiến hành tập kích tên lửa quy mô lớn vào Israel. Trước đó trong ngày 26 tháng 2, Hezbollah bắn hơn 60 quả tên lửa vào một căn cứ quân sự của Israel tại khu vực cao nguyên Golan. Một ngày sau, Hezbollah mở cuộc tấn công với khoảng 20 quả tên lửa nhằm vào một căn cứ quân sự khác của Israel ở khu vực Tây Galilee, phía bắc Israel. Hezbollah là nhóm vũ trang lớn nhất tại Liban. Một số báo cáo quốc tế cho biết, tại thời điểm trước khi nổ ra đợt giao tranh qua biên giới kéo dài gần 5 tháng qua với quân đội Israel, Hezbollah sở hữu khoảng 155.000 quả tên lửa các loại, chủ yếu là tầm ngắn nhóm vũ trang này được cho là bên khơi mào trước cho đợt xung đột nghiêm trọng hiện nay với quân đội Israel. Theo đó, hôm ngày 8 tháng 10 năm 2023, tức chỉ một ngày sau khi Israel phát động kế hoạch tấn công vào giải Gaza, Hezbollah đã nã pháo tấn công trang trại C3 mà Israel kiểm soát tại khu vực biên giới nhằm biểu thị tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Về phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng ông Joab Galan khẳng định lực lượng phòng vệ nước này IDF sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền Nam, ngay cả khi xung đột ở giải Gaza đáng dịu. Phát biểu trong chuyến thị sát với Bộ Chỉ huy IDF khu vực phía Bắc, ông Joab Galan nhấn mạnh với các cuộc bắn phá thời gian qua của Hezbollah vào Israel. Nhóm vũ trang ở Liban sẽ tiếp tục bị IDF tấn công, kể cả trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel, kế hoạch đánh phá Hezbollah sẽ tiếp diễn cho đến khi nhóm vũ trang này thoái lui hoàn toàn khỏi khu vực biên giới với người dân Israel có thể an toàn trở về nơi sinh sống gần biên giới như trước đây. Truyền thông Israel cho biết, các cuộc tấn công của Hezbollah khiến hàng nghìn người dân nước này phải sơ tán khỏi các cộng đồng dân cư nằm dọc biên giới với kể từ tháng 10 năm 2023. Ngày 29 tháng 2, lãnh đạo lực lượng Houthi Abdul Malik Al-Houthi tuyên bố nhóm này sẽ có những bất ngờ quân sự trong các hoạt động trên biển đỏ. Reuters dẫn lời ông Al-Houthi nói, các hoạt động quân sự của chúng tôi tiếp tục tiến triển và chúng tôi có những điều bất ngờ mà đối phương sẽ hoàn toàn không lường trước được. Lực lượng Houthi kiểm soát phần lớn Yemen liên tục sử dụng máy bay không người lái và tên lửa chống lại hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế trên biển đỏ kể từ giữa tháng 11 năm 2023, cho rằng lực lượng này đang thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trước các hành động quân sự của Israel ở giải Gaza. Các vụ tấn công trên đã làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại thế giới qua tuyến vận tải biển quan trọng này hiện vận tải biển qua kênh đào Suez, một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới, bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các tàu thuyền đi qua đây liên tục bị lực lượng Houthi tấn công. Tuyên bố trên của lực lượng Houthi diễn ra trong bối cảnh Mỹ dẫn đầu một liên minh thực hiện sứ mệnh đảm bảo an ninh hàng hải tại Biển Đỏ, trong khi liên minh châu Âu -EU bắt đầu triển khai sứ mệnh tương tự tại vùng biển này. Trong cuộc đối đầu này, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom thông báo phá hủy một loạt vũ khí của lực lượng Houthi. Cụ thể, Sencom đã phá hủy 3 tàu mặt nước không người lái USV hai tên lửa hành trình chống hạm di động ascm và một máy bay không người lái tấn công một chiều uav mục đích của sencom khi phá hủy số vũ khí trên của houthi là để tự vệ vũ khí usv và ascm đã được houthi chuẩn bị sẵn để phóng về phía biển đỏ còn chiếc uav đã được phóng đi lực lượng sencom đã xác định các uav và tên lửa ở các khu vực do houthi kiểm soát ở yemen cũng như xác định được chiếc uav trên biển đỏ đồng thời khẳng định rằng số vũ khí này là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu thương mại và tàu hải quân mỹ trong khu vực theo Sencom, những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế an toàn hơn, an ninh hơn với các tàu thương mại cũng như tàu hải quân Mỹ. Trước đó, các lực lượng Mỹ và Anh đã tiến hành một đợt không kích nhằm vào 18 mục tiêu của Houthi tại Yemen. Tuyên bố cho biết thêm, Houthi đã thực hiện hơn 45 cuộc tấn công vào các tàu thương mại và hải quân kể từ giữa tháng 11 năm 2023, tạo mối đe dọa đến kinh tế toàn cầu cũng như an ninh và ổn định khu vực. Điều này đòi hỏi phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế truyền thông của Houthi cũng đã đưa tin về hàng loạt cuộc đột kích vào thủ đô Sana. Đợt không kích này là đợt tấn công lần thứ hai trong tháng 2 vừa qua của các lực lượng Mỹ, Anh và là đợt thứ tư kể từ khi Houthi tấn công các tàu trên biển đỏ. Sau các cuộc tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố nước này sẽ không ngần ngại hành động khi cần thiết để bảo vệ sinh mạng và dòng chảy thương mại tự do ở một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Mỹ cảnh báo Houthi về việc lực lượng này sẽ phải tiếp tục gánh chịu hậu quả nếu không ngừng các cuộc tấn công bất hợp pháp gây tổn hại cho nền kinh tế trung đông gây thiệt hại về môi trường và làm gián đoạn việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho yemen và các nước khác